Và mỗi buổi chiều chủ nhật hàng tuần, trạm đọc sách miễn phí nằm trong con hẻm nhỏ đường Đinh Công Tráng, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, trở thành điểm hẹn quen thuộc của khá nhiều em nhỏ đến từ khắp nơi trên địa bàn thành phố. Người lập ra trạm đọc này là bà Nguyễn Thị Lan. Năm nay bà đã 64 tuổi và có niềm đam mê bất tận với những trang sách. Cũng chính từ niềm đam mê đó đã thôi thúc bà mở trạm đọc sách miễn phí này với mong muốn góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Từ lúc mà cái ý tưởng cho tới khi hình thành thì nó rất là nhanh. Do là bây giờ mình thấy đa phần là trẻ con bây giờ nó không có thích đọc sách là vì nó không có sách, không phải là nó không thích đọc. Điện thoại bây giờ là nó sử dụng nó nhiều hơn. Nhưng mà khi mình mở cái trạm đọc sách ra rồi thì mình thấy các em nó đến là nó rất là thích đọc chứ không phải là không thích. Nên cũng rất là mừng là mình muốn lan tỏa cái văn hóa đọc. Không chỉ là trạm đọc sách miễn phí với hơn 700 đầu sách các loại, nơi đây còn có các không gian để các em nhỏ thỏa niềm đam mê sáng tạo của mình với những không gian vẽ tranh tô tượng. Đây được xem là sân chơi bổ ích cho các em sau những giờ học tập căng thẳng trên lớp, là nơi để nhiều em nhỏ tìm thấy niềm vui, yêu đời và lạc quan hơn trong cuộc sống. Đến đây cũng được đọc miễn phí, rồi cũng được chơi, rồi đọc sách cũng rất là bổ ích, cũng giải tỏa được cái niềm căng thẳng. Con đến đây vào lúc thứ bảy chủ nhật, nếu lần nào con giảm thì con sẽ đến đây đọc sách và tô tường giải trí. Con thấy rất vui. Buổi chủ nhật thì sơ có cho các em đi lên trạm đọc sách của cô Lan. Thì em cũng cứ thời gian rảnh thì em sẽ đi với các em để lấy sách ra em đọc và cũng vui chơi với các em, vẽ rồi cùng tô tượng. Thì em cảm thấy rất là ý nghĩa và em cảm thấy rất vui. Ngay từ nhỏ bà Lan đã rất ham học và đam mê đọc sách. Thế nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà phải dừng hẳn việc học khi vừa bước vào cấp 3. Thời gian thấm thoát trôi đã cuốn vào vòng xoáy gánh nặng cơm áo. Dù vậy, bà chưa một lần quên đi đam mê của mình. Ngay khi cuộc sống dần ổn định, bà đã dành dụm tiền để mở trạm đọc sách miễn phí cho các em. Một phần vì đam mê đọc sách của bản thân, phần lớn bà muốn các em nhỏ hiện nay dành thời gian nhiều hơn để làm bạn với sách, thay vì tiếp cận quá sớm với các thiết bị thông minh. Tất nhiên, để mở ra trạm đọc sách miễn phí này, bà Lan đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ những người bạn đồng hành, những người cũng có tình yêu mãnh liệt với những trang sách truyền thống. Tôi là đồng hành với lại cô Lan đây là gần một năm rồi. Từ ngày ra đây là thấy mấy em là tập trung tới rất là vui, rất là đông. Thì bây giờ mình thấy một cái là rất là thích được cái mình khác, mình thấy trong lòng mình rất là vui. Văn hóa đọc thì lúc nào nó cũng cần hết. Vì sách đó là một cái tài sản của nhân loại mà ai cũng cần phải đọc sách. Để khi có sách mà các em cầm quyển sách lên tay mà các em đọc mà các em cảm thấy thích thú, đó là mình điều mà mình mong muốn là các bạn trẻ sẽ càng ngày càng đọc sách nhiều hơn là chơi điện thoại. Với mong muốn văn hóa đọc được lan tỏa đến khắp nơi trên địa bàn tỉnh, sắp tới đây, bà Lan còn dự định hỗ trợ một nhóm thiện nguyện để mở trạm đọc sách miễn phí tại huyện Chư Bứ. Và không chỉ có thế, suốt 12 năm qua, bà còn tích cực tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện. Trong đó, bà là thành viên nhiệt tình của câu lạc bộ Quán Yên Vui ở thành phố Pleiku, nơi giúp đỡ những người khó khăn với chỉ 2.000 đồng mỗi suất cơm. Giờ đây, ở tuổi đã gần ngoài 60, hầu hết thời gian của bà Lan là tập trung cho trạm đọc sách miễn phí và hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ những người yếu thế trong cuộc sống.